những dự án lớn, những thương hiệu lớn. Phải có cả 100 đơn vị được khẳng định là đang ký kết để trở thành đối tác của New Line. Thế nhưng, khi được hỏi thì chính những đơn vị này lại chẳng hề hay biết, chẳng được nghe nói đến sự tồn tại của mô hình ví điện tử này. Bên tôi chưa có bao giờ ký kết hợp đồng với bên ví New Life nào để sử dụng dịch vụ của bên tôi cả. Và tôi thật sự tôi cũng rất là ngỡ ngàng khi mà được biết đến tất cả những hình ảnh cũng như là những cái thông tin của bên Lavender của chúng tôi ở trên trang ví New Life. Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi đã đến một vài địa chỉ được giới thiệu là đối tác liên kết với New Life, nhưng chỉ thấy những quán cà phê như thế này. Nếu mà những đối tác mà đã ký hợp đồng với công ty thì hầu như là những cái quán nhỏ lẻ chỉ tiêu xài được đồng tiền nhỏ thôi. Có những cái quán giống như là vỉa hè cũng được ký hợp đồng luôn. Tại vì chỉ cần có cái điện thoại thôi là được mở tài khoản ví rồi. Có một điều lạ là sau khi tiền được đầu tư vào ví điện tử New Life thì được chuyển đổi sang một cái tên gọi mới, Cash. Giá mua vào là 25.000 đồng một Cash nhưng bán ra thì chỉ còn 20.000 đồng. Đồng cash này chỉ có hiệu lực khi trao đổi giữa những người cùng dùng ví New Life hoặc tiêu dùng tại các cửa hàng có liên kết với hệ thống này. Thế nhưng, sự thật là người dùng ví New Life vẫn phải dùng cả tiền mặt và đồng cash khi thực hiện các giao dịch. 70% tiền mặt có 30% cash thôi. Giờ mua cái laptop phải 20 triệu mình trả nó... Mình được thanh toán 6 triệu thôi, còn đâu phải bỏ 4 triệu. Trong đó trong tài khoản mình có cả mớ tiền. Thấy cái ví lợi nhuận cao thì em cũng định mua. Và sau đó em cũng dẫn một người bạn vào làm thì bạn ấy cũng bị thuyết phục, họ cũng mua một cái ví là hết 50 đô. Xong rồi có hacker hay gì đó cái tự nhiên bị mất cát hết, bị trừ hết cái số tiền trong tài khoản của họ. Họ gọi lên công ty thì công ty nó còn chửi lại, gọi cho giám đốc thì giám đốc không nghe máy. Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay các mô hình ví điện tử thông dụng trên thị trường đều kết nối với các tài khoản ngân hàng. Do đó có thể nạp, rút tiền mặt từ tài khoản trên ví. Thế nhưng, để rút tiền mặt trực tiếp ra khỏi ví New Life là chuyện không thể. Cách duy nhất để lấy lại được tiền mặt là giới thiệu thêm người mới để ăn chia hoa hồng. Đặc biệt tại sao mà tụi em gọi là ví đầu tư mà tụi em trả như vậy? Là tụi em sẽ không được trả tiền mặt cho các anh chị. Mà anh chị sẽ sử dụng nó giống như một cái thẻ ngân hàng vậy đó. Nếu em chấp nhận được những người quen em, có thể sau này em sẽ mang tiếng với người ta. Thì em sẽ lấy lại được vốn em về, là em giới thiệu vô là người ta vô, người ta đưa tiền cho em. Nhưng nếu mà công ty có chuyện gì thì lúc đó người ta sẽ chửi em. Nếu em chọn con đường, nghe chửi được thì em vẫn làm con tiền ở đây. Không thể rút được tiền mặt, thông tin về các đối tác thì mập mờ. Ví New Line đang khiến nhiều người tham gia đặt ra nhiều nghi vấn về mô hình này.